Chào mừng các bạn đến với podcast của cacdano.vn. Đây là podcast số 171. Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2023. Trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài Có bao nhiêu người quan tâm đến các Dano trên các phương tiện truyền thông? Cacdano sẽ thành công nếu mọi người sử dụng nó. Để điều đó xảy ra, người dùng cần biết nó tồn tại và họ có tùy chọn. Nhận thức về thương hiệu và những cảm xúc liên quan đến nó là một phần quan trọng của việc ứng dụng Ngành công nghiệp crypto rất lớn. Thực sự có hàng trăm thương hiệu khác ngoài Bitcoin và Ethereum mà mọi người đã nghe nói đến ít nhất một lần. LunaGrad đang theo dõi mức độ tương tác xã hội trong ngành công nghiệp crypto và chúng ta có thể thấy thương hiệu Cardano vượt qua các dự án khác như thế nào. Vậy mục đích của việc đo lường sự tham gia xã hội là gì? Mục tiêu của việc đo lường mức độ tương tác xã hội là để xem có bao nhiêu người đề cập đến một dự án blockchain nhất định theo thời gian sau đó có thể đo lường số lượng và cách cộng đồng xung quanh người theo dõi phản ứng với những đề cập này bằng cách phân tích các phản ứng tình cảm có thể được đo lường dựa trên tất cả dữ liệu được thu thập có thể tạo bảng xếp hạng và theo dõi dự án nào đang được nói đến ít hơn hoặc nhiều hơn trong một thời gian nhất định dựa trên dữ liệu lịch sử một xu hướng dài hạn có thể được theo dõi grad thu thập dữ liệu từ các mạng xã hội cụ thể là twitter reddit youtube medium và hàng trăm trang web khác lunacrad thu thập hơn một triệu lượt đề cập và hơn 2 tỷ lượt tương tác mỗi ngày hãy xem xét các dữ liệu cụ thể đang được thu thập và mô tả ý nghĩa của chúng khối lượng xã hội được theo dõi cho các dự án blockchain đây là một dấu hiệu cho thấy số lượng đề cập tại một thời điểm nhất định tương tác trên mạng xã hội lượt thích lượt chia sẻ phản hồi đo lường mức độ tương tác của cộng đồng qua các bài đăng trên mạng xã hội nếu bạn đăng Tôi vừa mua một số ADA ngày hôm nay thì tin đó sẽ được đăng lại và sẽ có hàng trăm lượt thích. Tương tác xã hội nắm bắt được mức độ lan truyền của một bài đăng. Điều đó giúp hiểu được vận tốc của tương tác xã hội. Những người đóng góp xã hội là một tổng số có bao nhiêu người duy nhất đang nói về một dự án blockchain tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn đăng 10 tin nhắn mỗi ngày, bạn sẽ được tính là một người đóng góp xã hội. Sự chiếm lĩnh xã hội tính toán chia sẻ tiếng nói trên tất cả các dữ liệu truyền thông xã hội hãy nghĩ về nó như một giới hạn thị trường cho các đề cập trên mạng xã hội. Nếu có một triệu lượt đề cập đến Bitcoin trên các phương tiện truyền thông xã hội trong một ngày và tổng cộng 2 triệu lượt đề cập cho toàn bộ thị trường crypto, điều đó có nghĩa là sự chiếm lĩnh xã hội của Bitcoin là 50%. Sự tham gia xã hội của các Dano và các dự án khác. Tại thời điểm viết bài, các Dano ở vị trí thứ 6 với tỷ lệ chiếm lĩnh là 2,17%. Đây là một kết quả rất tốt trong bối cảnh của các dự án khác Tỷ lệ chiếm lĩnh xã hội của Bitcoin tương đối thấp, chỉ 6,6%. Tôi đã kỳ vọng sự chiếm lĩnh của Bitcoin ít nhất là 1/3. Sự chiếm lĩnh xã hội của Ethereum là 4,5% và của Solana là 3,1%. Về mặt chiếm lĩnh xã hội, Cardano chỉ nhỏ hơn Bitcoin 3 lần và nhỏ hơn Ethereum 2 lần. Xét trong bối cảnh Cardano là một dự án tương đối mới, thì đây là một thành tựu. Hãy cùng xem xét xu hướng dài hạn kể từ năm 2019 bạn có thể thấy rằng có tương đối ít thảo luận về các Dano từ năm 2019 cho đến đầu năm 2021. Tỷ lệ chiếm lĩnh trên mạng xã hội là khoảng 1%, nhưng số lượng đề cập trên mạng xã hội lại thấp. 2000 tương tác xã hội. Vào năm 2021, nhiều người bắt đầu nói về các Dano hơn. Sự chiếm lĩnh trên mạng xã hội là khoảng 2 đến 3%, lượt đề cập là khoảng 20.000 và mức độ tương tác trên mạng xã hội là khoảng 20 triệu, 30 triệu. Đây là mức tăng gần gấp 10 lần. Những năm 2022 và 2023 sẽ là một thị trường giá xuống. Tuy nhiên, các Dano đang tăng nhẹ về số liệu thống kê. Vào năm 2022, tỷ lệ chiếm lĩnh xã hội là khoảng 2 đến 3%. Lượt đề cập trên mạng xã hội và mức độ tương tác tương tự như năm 2021. Số lượt đề cập trên mạng xã hội thường lên tới 30 đến 40.000. Tương tác xã hội đôi khi vượt quá 100 triệu hai tháng qua rất tốt cho các Dano khi mức độ tương tác trên mạng xã hội đã đạt 386 triệu và tỷ lệ chiếm lĩnh lên tới 3,88%. Rõ ràng, điều này có liên quan đến sự xuất hiện của mùa hè DeFi và các vụ kiện của SEC chống lại Binance và Coinbase. Là crypto được nhắc đến nhiều nhất trong các đợt tăng giá. Lần cuối cùng là vào năm 2021. Các Dano đã duy trì mức độ tương tác xã hội tốt kể từ đó. Ethereum duy trì sự chiếm lĩnh xã hội lâu dài khoảng 10%, tương tự như Bitcoin. Nó đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại trong những tháng gần đây ở mức 3-5%. Ethereum đã duy trì các đề cập xã hội khoảng 250.000 và mức độ tương tác xã hội khoảng 500.000 đến 1 tỷ trong năm ngoái. Thật thú vị, gần như cùng một số người đang nói về Bitcoin và Ethereum và mức độ tương tác xã hội không có sự khác biệt đáng kể, mặc dù Bitcoin đang hoạt động tốt hơn một chút. Nhưng nó không có lợi thế đáng kể so với Ethereum. Thậm chí không có 20 dự án có tỷ lệ chi phối xã hội cao hơn 1%. Nhiều dự án tương đối nổi tiếng như Litecoin, Tether, Algorand, Optimism, Polkadot, Cosmos, Monero và Tron có tỷ lệ chiếm lĩnh xã hội dưới 1%. Các dự án có thể tương đối khó khăn và tốn kém để có được nhiều khả năng hiển thị trên phương tiện truyền thông hơn và khiến mọi người quan tâm đến chúng cộng đồng các Cardano lớn và gắn bó. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho dự án. Đại sứ Cardano đóng một vai trò quan trọng. Bối cảnh rộng hơn cho kết quả. Cardano là một dự án non trẻ, vì vậy không ai mong đợi nó sẽ được nhắc đến nhiều hơn Bitcoin, thứ mà mọi người đã biết đến lâu hơn gấp đôi. Ethereum có khởi đầu thuận lợi hơn Cardano khoảng 2 năm. Staking trên Cardano bắt đầu vào năm 2020. Các hợp đồng thông minh đầu tiên có thể đã được triển khai vào khoảng cuối năm 2021. Mùa hè đề phi trên các Dano đã đến gần đây, vào giữa năm 2023. Ethereum đang được nói đến rất nhiều vì các ứng dụng. Ví dụ, khi bạn nói về Uniswap, đứng ở vị trí thứ 7 về chiếm lĩnh xã hội, bạn cũng đang nói về Ethereum. Nhiều người chủ yếu quan tâm đến giá trị thị trường của crypto và biểu đồ. Những chủ đề này rất có khả năng tạo ra nhiều tương tác xã hội nhưng không nhất thiết phải quan trọng đến mức được ứng dụng. Cách mọi người nói về các dự án cũng rất quan trọng. Điều quan trọng không chỉ là số lượng tương tác xã hội mà còn là tình cảm. Có rất nhiều vụ hách xảy ra trên Ethereum đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Cộng đồng Bitcoin khá tiêu cực. Một số lượng lớn các bình luận về Bitcoin là tiêu cực. Một phần lớn của tương tác xã hội là sự cạnh tranh giữa các thành viên của các cộng đồng blockchain khác nhau. Đó không phải là giao tiếp với những người mới đến mà là về những ý kiến thiên vị hoặc thậm chí là những lời lang mạ. Mạng xã hội thích hiển thị những thông điệp gây tranh cãi hơn những thông điệp tiêu cực. Điều này cũng ảnh hưởng đến kết quả. Nhiều bài viết được tài trợ bởi các chủ sở hữu phương tiện truyền thông lớn. Những người thích một số dự án hơn những dự án khác. Nhìn chung, có cả thông điệp tích cực và tiêu cực trên mạng xã hội và mọi người phản hồi tất cả chúng. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều bài viết tiêu cực và phúc về các đàn ô. Mặt khác, có rất nhiều nội dung tích cực. Tình cảm tổng thể là kết quả của tất cả các tin nhắn và bài đăng. Phản ứng của người dân cũng đóng một vai trò quan trọng. Tương tác xã hội không nói lên bất cứ điều gì về việc mọi người sẽ nghĩ gì về các dự án và họ sẽ có cảm xúc gì khi nghe về một thương hiệu. Các Dano là thương hiệu crypto có thứ hạng cao nhất trong báo cáo mức độ gần gũi với thương hiệu hàng đầu năm 2022 chúng ta có thể cho rằng mọi người liên kết các đano với những cảm xúc dễ chịu và có mối quan hệ tích cực với thương hiệu như vậy khi bạn nghĩ về kết quả trong bối cảnh rộng hơn bạn sẽ thấy rằng phần lớn dân số không quan tâm đến crypto mặc dù họ có thể nắm giữ chúng theo cách đầu cơ điều quan trọng là xu hướng dài hạn sự quan tâm đến các đano đang tăng lên và điều đó thật tốt thị trường tăng giá tiếp theo sẽ rất quan trọng đối với dự án vì đây sẽ là thị trường thứ ba liên tiếp các đano tồn tại chắc chắn hơn là nó sẽ hoạt động tốt hơn lần trước khi không có DeFi trên các Dano. Trong phần tiếp theo, mọi người sẽ không chỉ nói về các Dano mà còn về các ứng dụng và do đó, sự quan tâm đến ADA và Stake sẽ tăng lên. Sự chiếm lĩnh của Bitcoin có thể sẽ tiếp tục giảm, không chỉ về vốn hóa thị trường mà còn về mức độ tương tác xã hội. Những điều này có liên quan. Nếu các Dano chiếm ưu thế xã hội từ 5 đến 10% thì đó sẽ là một thành công. Các bạn vừa nghe xong podcast số 171 của kênh cácdano.vn với nội dung Có bao nhiêu người quan tâm đến các trên các phương tiện truyền thông? Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký, chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo.